combo dân lốc số quay thái 110 đời 2000 nha anh em. Nói chung cái bộ này mình nói với anh em luôn, mình gã ra làm sao là mình để nguyên bản vậy luôn, không có qua mà rửa dầu, rửa xăng, rửa cộ gì hết. Bộ này mình nói thẳng với anh em luôn, riêng cái bộ số là mình cam kết với anh em luôn, hiện tại ở thời điểm hiện tại giờ, riêng cái bộ số này ở thời điểm hiện tại giờ là mình theo mình thấy nha, chứ còn có thể có những anh em người ta chơi và gã máy cọp thì mình không dám nói nha anh em. Anh em thấy riêng cái con số 2 này, mình zoom vô cho anh em coi, riêng cái con số 2 này nói thiệt với anh em là cực kỳ ít rồi, tầm này là mình nói thẳng luôn cực kỳ ít rồi. Còn cái dên này khỏi bàn, cái dên này nói gì, nếu mà nói về độ gơ nghe anh em là cái dên này nó gơ ít hơn cái dên mới luôn. Anh em nào mà từng mua cây dên quay thái 110 hàng mới, hàng zin chính hãng không ra Thái Lan là anh em biết cây dên đó nó gơ hơi bị nhiều, nó gơ hơi nhiều nha anh em. Cây dên này gơ ít hơn cây dên mới luôn, 110 đời 2000, lốc KFL 3 chữ nha anh em, lốc KFL 3 chữ đó là 2000, mới rớt lần đầu luôn. Bao whip cho anh em lên xe nha, đầu lửa là thẳng băng nha. Cái chốt là quá, tại bữa thằng em mình nó bắn hơi ẩu, anh em nó ấy ra thiền nữa, có gì mình vũa xong mình đóng vô lại cho anh em nha. Đầu lửa bao cọp nha anh em, dân này nói cọp thì mình không dám nói đâu, nhưng mà cũng thuộc hàng ít có rồi anh em ơi, tầm này cũng ít rồi chứ không có nhiều đâu. Số là mình bao đủ thứ cho anh em, bao anh em không nhâm răng nào nha, cốt tải đẹp cực kỳ nha. Biết sao mà rã trên chiếc 2000 mà cốt tải nó 99 anh em đó. Nói chung mình giao cho anh em bộ số nguyên combo này là 6.500.000, là full bộ số dên lốc bơm. Bộ số là mình giao cho anh em luôn, cốt đạp cốt số luôn nha anh em, cốt đạp cốt số là đẹp luôn nè anh em đó. Cốt đạp thì găng lúc nào nó cũng đẹp thì mình không nói rồi đó. Đầu nó cũng còn vàng vàng, anh em cũng dọn xe được. Còn cái cốt số mình bao anh em ngay thẳng, không có cong ni nghe anh em, bao anh em không có cong ni gì nha đó. Găng cỏ cũng còn nét chứ lắm đó, cũng còn nét. Cái này là mình chưa hề qua rửa xăng rửa dầu gì hết nha anh em đó. Anh em lâu lắm rồi mình chưa có đăng Facebook, bữa nay mình làm cái clip ngắn ngắn thì mình đăng Facebook, mong anh em ủng hộ mình nha, hết tiền rồi đó anh em ơi, mới lấy mấy cái bô này hết tiền rồi. Sau bộ số này đẹp dữ lắm nha anh em đó, mình bán dên lốc số full, cốt đạp cốt số báo số đầy đủ cho anh em đó, luôn cốt đạp cốt số báo số đầy đủ cho anh em. Nói chung cái báo số này là nó còn xài được, nhưng mà nó không có cạp nha anh em, nó thuộc hạng là còn khá thôi chứ không có xài được anh em đó, nó còn khá thôi chứ không có cạp nha anh em, nó có dấu nhiều rồi nha, mình cũng nói trước luôn mà đúng báo số ghim nha, có một cái gãy cửa nha anh em đó. Đầu mình bán cho anh em full cơm lê là số nè, dên nè, lóc nè đó. Ở đây chưa có dấu luôn nha anh em, chỗ này là chưa có dấu luôn nha, 10 chiếc 110 là 8 chiếc là có dấu chỗ này hết trơn nha anh em đó. Đi nhất đẹp cực kỳ, full cơm lê này mình bán giá 6.500.000 nha anh em, anh em xài hú mình nha đó. Nguyên cái mâm vậy là 6.500.000, hũ số này cực kỳ nha anh em, đẹp lắm nha anh em, số tầm này giờ nói thẳng với anh em luôn cực kỳ hiếm rồi, chưa bóng bụng gì luôn nha anh em nha. Mình bao anh em bộ số này cọp nha, nói thẳng luôn là số cọp đó, Long Đền báo số đầy đủ. Còn anh em nào muốn bợ nguyện cục thì anh em bợ cục này nè, cục 99 này nè. Cái cục này là mình có đăng lên cho Facebook của mình đó, là lửa là kéo lụa 1999 đó. Cục này là đầu nồi nguyên zin, mình bao anh em máy này máy giữ nha. Thì tình trạng mình cũng nói thiệt với anh em luôn, củ đề này nó có xào ngang, mình sẽ hỗ trợ anh em là mình sẽ vô mở thay thang mới cho anh em, và mình hỗ trợ anh em là vệ sinh full bình xăng con bên này. Cục này anh em nào lấy mình báo luôn cho anh em khỏi lăn tăn, full cục 20.000.000. Nắp lửa cũng khá là đẹp luôn nè, chưa có nổ gì luôn đó. Rồi anh em xài hú mình nha, mình cảm ơn anh em rất là nhiều đó. Lửa nữa đây, em còn cục 110 2000 nữa nè, chưa có gã nữa nè, máy ghim nữa, đầu lòng 4-5 cái nè. Thôi chào anh em nha.